Chào các bạn, chậu của mình hôm nay có hình dạng là một gốc cây, để theo thời gian thì nó chỉ còn là một lớp vỏ bên ngoài thôi. Hình dạng chậu cũng khá đơn giản. Nào bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt tay vào cùng làm chậu nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ.